Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong bài học tiếp theo trong chương trình về chiến lược khuyến mại để giúp các doanh nghiệp cũng như là các chủ doanh nghiệp tăng trưởng được hoạt động kinh doanh bán buôn bán lẻ của mình. Và bài học này, để không mất thời gian nữa, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề là đưa ra cho các anh chị một số những cái gợi ý để giúp cho các anh chị thực hiện cái việc chiến lược giảm giá của mình nhưng vẫn phải đảm bảo được lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết rằng là nhược điểm của chương trình khuyến mại đó chính là khuyến mại càng nhiều thì lợi nhuận sẽ càng giảm, có đúng không ạ? Vâng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua một cái phần rất là khó, đấy chính là phần làm sao mà đảm bảo được cái lợi nhuận cho cái quá trình kinh doanh mà chúng ta đã thực thi các hoạt động khuyến mại rồi. Bởi thường là chúng ta cũng khuyến mại rất là sâu, bởi vì 20-30% trong bán lẻ hoặc là 10-20% trong bán buôn là hết sức bình thường, thậm chí nó còn cao hơn nữa, đúng không ạ? Vâng. Thế thì để chắc chắn rằng là cái mục tiêu về doanh số, cái mục tiêu về lợi nhuận của các bạn mà đạt được thì các bạn cần phải quan tâm đến một số những cái mục tiêu cũng như là một số những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ quan tâm nhất đến biên độ lợi nhuận của cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Cái quá trình mà chúng ta định giá sản phẩm thì chúng ta tính toán đến biên độ lợi nhuận. Biên độ lợi nhuận càng lớn thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ định giá cao. Định giá cao đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ định vị giá trị cũng như là thương hiệu cũng như là giá bán của sản phẩm cao, đúng không ạ? Cái điều này là nó là lũy tiến với nhau rồi, nó đi cùng với nhau rồi, nó không thể nào trái được. Một cái sản phẩm các bạn muốn có lợi nhuận cao thì các bạn sẽ phải bán giá cao thôi, được chưa ạ? Yếu tố thứ hai đó là các bạn cần quan tâm đến điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn tức là chúng ta sẽ bán bao nhiêu sản phẩm thì chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu doanh thu. Bao nhiêu doanh thu đấy trừ đi bao nhiêu chi phí thì sẽ ra được điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn là nơi mà doanh thu trừ đi chi phí và lợi nhuận bằng không. Bạn không lời không lỗ, đấy chính là điểm hòa vốn. Và bạn cần phải quan tâm đến chi phí bán hàng, đúng không ạ? Chi phí và các loại chi phí khác nhau như là chi phí bán hàng, chi phí tiền lương, chi phí quảng cáo, chi phí truyền thông và chi phí khuyến mại. Đấy, thế thì bạn sẽ phải tính toán theo kiểu là làm sao mà bạn giảm giá rồi 20-30%, 50% bạn vẫn có thể có được lợi nhuận từ việc bán hàng. Thí dụ như trong lĩnh vực thời trang, cuối vụ người ta thường sale off 50, sale off 70, up to 70%, đúng không? Thế thì rõ ràng là lợi nhuận ban đầu khi sản phẩm mới ra của họ phải rất là cao, sau đó họ down xuống là vừa. Đấy, thế thì đấy chính là cách mà người tôi nói đến cái gọi là tính toán biên độ lợi nhuận, điểm hòa vốn và các khoản chi phí. Và chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ xoay quanh cái việc mà chúng ta tính toán về mặt giá bán, về mặt chi phí, về mặt lợi nhuận, về mặt chiết khấu, về mặt khuyến mại, chúng ta tính hết cho khách hàng. Thế thì như tôi đã nói trong một cái ví dụ là một cái thương hiệu thời trang ở Hà Nội, họ thực hiện chương trình khuyến mại 365 ngày luôn, ngày nào cũng có khuyến mại rất sâu. Mua một sản phẩm thì khuyến mại 30%, mua hai sản phẩm khuyến mại tặng thêm, mua ba sản phẩm tặng thêm, mua bốn sản phẩm tặng thêm, rất nhiều các chương trình khuyến mại họ chạy. Một ngày là có nhiều chương trình khuyến mại và một năm họ có đủ 365 ngày, đúng không ạ? Vậy thì chiến lược định giá của họ, biên độ lợi nhuận của họ phải tốt, chiến lược định giá sản phẩm của họ phải cao, họ có thể nhân 2, nhân 3, thậm chí nhân 4, nhân 5 so với giá thành sản xuất của một sản phẩm. Đó, họ tiếp tục là các bạn cần phải quan tâm đến yếu tố thứ tư đấy chính là kiểm soát chi phí, đúng không ạ? Kiểm soát chi phí, bởi vì chúng ta có rất nhiều khoản chi phí mà chúng ta đã phải sell off rồi. Thế nếu mà chúng ta không làm tốt thì chi phí của chúng ta sẽ bị cao và chúng ta sẽ lỗ, đúng không ạ? Thế thì biên độ lợi nhuận các bạn sẽ phải cao hoặc là đủ cao cần thiết để mà đủ trang trải các khoản chi phí, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết rằng là lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ đi chi phí, mà biên độ lợi nhuận thì được tính bằng phần trăm, cho nên là trong từng lĩnh vực, từng ngành hàng, từng cái sản phẩm phụ thuộc vào cái mức độ hot, mức độ độc quyền và cách thức định giá của chủ doanh nghiệp, của nhà bán lẻ, của nhà bán buôn thì chúng ta sẽ có mức độ biên độ lợi nhuận khác nhau. Tôi lấy một cái ví dụ khác như là trong lĩnh vực spa. Thì hiện nay tôi biết rằng là lĩnh vực spa là một lĩnh vực mà có lợi nhuận rất cao, rất cao. Chi phí của lĩnh vực spa này cũng khá là thấp, bởi vì cái công xá rồi thì cái nguồn nguyên liệu giá của họ rẻ. Ở đây tôi nói chung nhé,
ở đây tôi nói chung là tránh việc là mọi người lại có một người số lại nói rằng là em làm toàn hàng tốt, cốt của em tốt vân vân nên em giá của em rất là cao. Không, tôi nói chung mặt bằng chung là lợi nhuận của ngành spa, ngành làm đẹp là rất cao, có thể lên tới 60-70% lợi nhuận gộp, bởi vì chi phí cho hàng hóa và dịch vụ khá là thấp. Nhưng mà cái chi phí để khuyến mại thường họ phải khuyến mại 30-40%, sau đó chi phí cho việc quảng cáo để có được khách hàng mua cái dịch vụ đó sau khi đã rời đi khuyến mại rồi cũng rất là cao, chiếm đến 30%, 20-30% nữa. Cho nên là họ chỉ lãi thực ra có thể chỉ lên tới 20-30% mà thôi. Nhưng cách mà họ định giá là họ định giá cao, họ nhân 4 lần lên, đúng không ạ? Một lần khuyến mại, một lần marketing, một lần trả chi phí cốt và một lần đó chính là lợi nhuận. Ví dụ như vậy, đúng không ạ? Và tôi nói là ví dụ nha, tôi nói là ví dụ. Đấy. Thế rồi thì cái chi phí, thì chi phí ở đây có thể là bao gồm các chi phí khuyến mại, chi phí bán hàng, đúng không ạ? Chi phí marketing, quảng cáo truyền thông, chi phí nhân sự, chi phí mặt bằng, chi phí vốn vay, chi phí về hàng hóa ế ẩm, tồn kho, các khoản chi phí khác vân vân. Thì các bạn nên có một cái bảng tính Excel lập ra các khoản chi phí, các khoản doanh thu và mình sẽ dự trù các kịch bản. Đó, đấy là cái lời khuyên của tôi để các bạn chạy một cái chương trình marketing nói chung và một chương trình khuyến mại nói riêng, đúng không ạ? Rồi thì bạn cũng cần phải biết tính dự trù một cái chi phí đơn hàng thành công. Trong tiếng Anh, chi phí đơn hàng thành công nó viết tắt của chữ CPO. CPO là cost per order, CPO, ok, chi phí đơn hàng thành công. Tức là tôi không quan tâm đến chuyện là bạn quảng cáo trên kênh nào, tôi không quan tâm đến chuyện là ngày một ngày bạn sẽ quảng cáo bao nhiêu tiền. Tôi quan tâm đến chuyện là với một số tiền quảng cáo bỏ ra trong ngày, bạn thu được một số lượng đơn hàng nhất định, thì bình quân của họ đó chính là chi phí đơn hàng thành công. Tôi lấy ví dụ, bạn bỏ ra 1 triệu đồng quảng cáo trên Facebook hoặc là Google AdWords hoặc là SMS hoặc là bài PR vân vân, đúng không, hoặc là telesale tùy, hoặc hội thảo, thì ngày hôm đó 1 triệu đồng đó đem về cho bạn được 10 khách hàng, thì chi phí đơn hàng thành công cho một khách hàng đó chính là 100.000. Nếu đem lại 20 khách hàng thì chi phí đơn hàng thành công là 50.000. Cứ lấy 1 triệu chia cho tổng số khách hàng bạn nhận được, đấy chính là chi phí đơn hàng thành công. Thì mình phải ước tính được thì mình mới đoán được xem là liệu mình tung chương trình khuyến mại như vậy, liệu cái này có tốt hay không, liệu doanh số của mình có đạt được cái doanh thu mà trừ đi chi phí mình vẫn có thể hòa vốn hoặc lãi hay không. Rồi mình cũng phải tính toán đến sản lượng hoặc là số lượng mặt hàng chúng ta sẽ bán được. Ví dụ như bạn bán một chiếc iPhone này, bạn giảm giá 30%, tôi lấy thí dụ như vậy, giá của nó là 20 triệu, giảm giá 30% còn 14 triệu. Vậy thì mỗi một sản phẩm bạn chỉ lãi được khoảng 50.000 đến 100.000 lãi dòng thôi. Nhưng mà bạn hãy tưởng tượng là bạn bán 1.000 sản phẩm trong ngày hôm đó. Đấy, thì ngày hôm đó bạn sẽ thu về được rất nhiều tiền. Nhưng cũng phải đối mặt đến vấn đề là hôm đó bạn thu được từng đấy tiền, nhưng cả tháng sau bạn sẽ ngồi chơi đấy. Bởi vì khách người ta mua no nê rồi, no sôi chán chè là người ta sẽ không mua nữa, có đúng không ạ? Vâng, thì cái đấy cũng là cái nhược điểm mà sau các chương trình khuyến mại đầy áp thành công thì sẽ là một chuỗi những ngày mà chúng ta sẽ buồn tẻ đấy. Thì tôi làm bán lẻ nhiều năm tôi biết mà. Chúng ta cũng phải giữ cho chi phí thật thấp, đúng không ạ? Chúng ta cần kiểm soát các khoản chi phí một cách gắt gao, một cách có hiệu quả. Tất cả những cái phần mà liên quan đến chi phí chúng ta phải kiểm soát rất chặt chẽ, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng cần phải theo dõi, đo lường, thống kê khách hàng mới hay cũ, doanh số, từng các điểm bán, thời điểm khác nhau vân vân, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị các cái chương trình upselling, đấy gọi là gia tăng bán, đúng không ạ? Hay là chương trình cross selling, bán chéo, đúng không ạ? Rồi thì chương trình downselling, đúng không ạ? Chương trình giảm bán vân vân, để chúng ta kết hợp giữa các chương trình đó trong một cái chương trình khuyến mại nó hiệu quả nhất, được chưa ạ? Vâng. Thế thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Một cái chương trình khuyến mại mà có thể đảm bảo được cái điều đấy, đó là những cái chương trình mà có hội tụ các yếu tố trên. Mà các bạn tính toán cái điều đó trước trong cái chiến lược về giá rồi. Chiến lược giá của các bạn hoàn toàn linh hoạt, đúng không ạ? Và chúng ta cũng cần phải tính toán các cái KPI doanh số, các bạn nhân thử các phép tính kịch bản đó, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng là bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Biên độ lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm, chi phí bán hàng là bao nhiêu phần trăm, vân vân. Rồi thì chúng ta cũng sẽ đưa ra các cái mục tiêu về doanh số bán hàng từng tuần, từng ngày, từng địa điểm.
và sau đó chúng ta sẽ nhân lại và biến nó vào thành một bản Excel, thì chúng ta sẽ dự trù được cái kế hoạch về marketing, kế hoạch về sale và kế hoạch về khuyến mại, nó sẽ mix chung vào trong một cái chương trình như vậy. Các bạn sẽ làm được và tôi nghĩ là cũng khá là thành công. Các bạn có thể để lại những cái ý kiến cá nhân của mình để xem là sử dụng cách nào, phương thức nào là hiệu quả. Đôi khi tôi cũng đã tiếp xúc với một số người bán hàng, họ sử dụng chiến lược không khuyến mại cũng rất là tốt, đúng không ạ? Tức là họ cắt giảm hết chi phí, họ bán cái giá sản phẩm gần như là cái giá gốc luôn. Đấy, thì họ lãi rất là ít, lãi rất là mỏng, thì cái mức giá của họ sẽ luôn cạnh tranh so với thị trường và họ cũng thu được cái cơ hội của họ rất là tốt. Thì cũng có một số những cái chiến lược họ theo đuổi như vậy cũng khá là thành công. Nhưng mà trong bối cảnh bán lẻ ngày càng cao như thế này thì chiến lược về giá và khuyến mại luôn luôn là rất quan trọng. Kể cả như Jeff Bezos là CEO của Amazon thì các bạn biết rằng Amazon cũng khuyến mại liên tục và cắt giảm chi phí liên tục để làm sao khách hàng có lợi nhất. Và Amazon mua một cái chuỗi bán lẻ là sau khi mua xong cái chuỗi đó thì Amazon cơ cấu lại giá, giảm giá xuống rất là nhiều so với cái giá trị cũ, thường khoảng độ 20-30%, cho nên khách hàng được hưởng lợi và họ đến mua, Câu hỏi được đặt ra là tại sao cái công ty đó trước khi Amazon mua giá của họ lại cao như vậy, và sau khi Amazon mua vẫn cái công ty đó, vẫn cái sản phẩm đó lại giá lại giảm đi? Đấy là do chiến lược và cái khả năng tài chính của tập đoàn, của chủ doanh nghiệp, có đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Và nếu có câu hỏi nào thì xin vui lòng hãy liên hệ với tôi, giảng viên Phan Anh, ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com hoặc là website pamarketing.vn, kênh YouTube và PA Marketing, PA tức là Phan Anh là tên tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Xin chào.